bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha, hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha, ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc, em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Thank you.
kiệu vàng theo chàng về dinh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em.
ngoài. Tôi có hai gia đình bỏ cao đồ, giữa ông Thiên Ba Hoa với ông Hà Thị Nhâm. Tôi nhất trí từ người văn công cáo và văn công họ, sự chấp thuận của chính quyền. Thế cao đồ hôm nay là ngày lành tháng tốt chưa đẹp. Gia đình ông Ba Hiên Hòa cũng đại diện bà con anh em quý vị Hà Nội theo cái phong tục đó. Thì cũng có cái râu, có cái chút lễ vật nhỏ đến làm cái lễ gọi là cái nắp ba. Thì cái giờ phút này thì cũng dù như ít có vấn đề gì đó, không phải khỏi cái việc là thức 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 thức. À, cũng đặt vấn đề được rồi, nhưng mà có thể là cũng hơi khó còn về cái người nhớ. Tôi xin được trao đổi với bác là ta vừa đến là ngày kia tức là 11 âm lịch thì sớm chậm hơn cái giờ này một tiếng. Nói thì tao mà nói là có cái giường ngọ, giường ngọ, nhưng mà ta nói cho cháu cái giờ người đàn nói như là 11 giờ kém là bà con của đại diện bà con bên nội sẽ có mặt ở đây. Thì trong 15 phút thì trò chuyện sau đó là thì lên là xin dấu 11 giờ hơn 5 phút thì xin phép được đón lúc đầu về nội là khoảng 12 giờ kém là nhập giang. Thì tinh thần là thứ hai là cũng xin được trình bày xin thưa với ông bà Hoa Tiến cũng như là của bà con mọi người biết. Và tất nhiên thì theo cái lễ hương phong tục của ta, sau khi lễ thay môn là vui chơi ca nhạc trao đổi trò chuyện văn nghệ vui vẻ rồi thì khoảng một tiếng ngồi chứ đó, thì những gia đình cũng có tổ chức chèn liều để giao lưu đón tiếp bà con hai họ rồi bàn hữu rồi thì buổi hè của cả con cả cháu và người ở ngoài thì cũng được mong ông bà tôi đi và anh chú bà con cũng có sắp xếp theo cái công việc người ta giải lao với năm phút kia rồi ta trở lại là tiệc cưới để tổ chức cái giao lưu cho cùng cảnh tình trạng rồi cả về người chiến của tôi cũng mắc không là sẽ cùng quản lý cũng được. Rồi ra mà tì nhiều chắc cửa đang được ngỏ thì cũng mất tiền, nhà thì cũng chỉ là nhà thì cưới chặt quá, nhà thì cũng chặt mà cưới chặt cũng phải mười mới ra nhân làm đi một ngày là tinh thần là cũng để tính cho người chặt sắp xếp được cho tiền là có cái giao lưu ta phải mua thoải mái cho tiền chưa túi thì là tinh thần cũng muốn cái ngày mà ta cũng có trao đổi tìm nay tốt nhất là câu ông cầu là cái ông cầu cũng là vui vẻ hiền là anh em cũng rất là anh cũng là là chú em, chú của tôi nhé, của ông Trung Gia Hiên. Rồi đây là giường đấy là lấy để chi của ông Hiên và tham gia với ông Hoa. Còn đó là ba Hoa, đây là chỉ thức báo cáo đây ông Hoa với ba Hoa để ta thấy tôi gặp các cái đấy. Bên đi là cùng chỉ thức ra đám mắt cho ba con để các quý tương lai hạnh phúc con em. Và cuối cùng xin chúc sức khỏe của ba con ông Hoa cũng như ba con mà nuôi dồi dào sức khỏe đoàn kết. Tất cả mọi cái việc gì nhỏ nhặt rất rất cái điều bỏ qua tất cả đã hướng tới tương lai con em được sống nữ hoa cái phạm. Cuối cùng là xin cảm ơn sự đồng nghiệp của ba con bên ngoài, xin hết ạ. Đặc biệt trong cái đường trường về đường giao nghe bình điền liền là một cái ông ngoài đó chúng ta biết nhau lại hình mong đồng hồ thông cảm vì nói năng về tiệm bằng cái cầu ở chỗ này sống ở đây là lần hạnh phúc rồi. Thì cầu về đông con bài đường gọi mà thằng con trai bởi đi là quán là được thứ năm rồi cầu cũng như là cùng là tiền được vì gia đình của các cháu hình diện vật biểu rồi ngày lai tháng cũng mơ thì là các cháu tìm hiểu nhau rồi. Và cháu Loan tâm dụng sao thì cũng học xong thì đi lao động nước ngoài thì cũng được một vài năm về thôi.
cơ bản về đời giờ về bên nội là bên nội có cái sự tốt thì cũng bên nội nhờ mà xấu quá thì bên nội cũng hưởng. Thế là anh nhiều là đừng ngoài gọi những ông mắc cao là về cháu về bên nội là bên nội được tiếp tục giáo dục con người ta thì báo cáo là cũng phải giáo dục rèn luyện giáo dục học nửa học mãi chứ không phải nhất nhất là con mình là khốn mà con mình là ngoan đó không ạ. Mà cũng mong sao là này cháu bên đó là mong là bên nội ta giúp đỡ cháu vì là chú là kỳ thế mà cái chuẩn bị khác chuẩn bị khác em không biết không hôm nay là kỳ này gặp ta cho nên là giờ cái là xin mời loãn nhân đấy là đây là ngày nay là ngày của cháu loãn nhân lên thì có chỉ là sau đó ta vừa ngồi rồi ta uống rượu tất nhiên vào đây ở ngoài là chén rượu chứ nó uống cho nó được cho nhân về rất là cái cuộc chơi con rất là quen đấy về tai nạn ngoài cũng là mạnh khỏe về bên bốn ba khá là có sự giúp đỡ nhau giúp đỡ con cái để hoàn thành tốt trong cuộc sống cho nên con người là giai đoạn không sống đi sống thì mới bao giờ chỉ cái lâu dài nó làm sao cần để hòa cùng và tiếp tục đoàn kết để miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son đôi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ha
chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yếu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời, ngày dài đêm trôi.